Như vậy là vẫn còn riêng đường có bi số 7 và lock bên tay phải. Và thế thế là lý do vì sao mà Shane Ramling lại điều đi cái ra cái vị trí này. Vâng, con này mà mất đường có bi số 7 thì hơi điêu. Rồi, đã thấp đầu gậy nhờ một như vậy là một cú kéo trô về. Và 1-0 anh cho Shane. Cực kỳ quyết đoán. Chốt con bi thì phải nói thực sự là uy tín luôn. R360 của Qtech chẳng hạn. Đó. Rồi. Bây giờ ra má con hai như thế này thì không biết là xử lý như thế nào đây. Không biết là có định đánh luôn qua khe 46 hay không nữa. Tốt rồi. Rất hay cái từ lường nước thiện. Bây giờ thế nào đây? Bây giờ thì thế nào để về được con 4 đây? Anh Thiện dùng ngọn gì à? Anh Thiện có lẽ là dùng một ngọn P20K bạn ạ. Anh Thiện thì đã đổi cái chuôi 230 triệu của mình trở về chuôi Exlad 16 triệu. Chuôi thêm tí nữa đi. Vâng. Thế này gọi là một cái má ngon ăn rồi ạ. Thế này là một cái má cực kỳ dễ chịu rồi. Khi mà chấp nhận va chạm với con bi số 8. Vâng, thực sự với góc nhìn này tôi không biết là anh Thiện đang dùng cái ngọn gì nữa. Rất khó để đoán. Hay. Vâng, độ chính xác là rất cao đến từ lường Đức Thiện. Cái việc ra những cái giải đấu này với cái việc được thi đấu quá ít, được thi đấu quốc tế quá ít thì cái việc mà các bạn bị ngợp nó chuyện bình thường. Tôi thấy là không có vấn đề gì cả. Đấy là một đều ngay, đâu có gì phải sợ đâu các bạn. Hai con bi này thì không trượt được nữa rồi. Long Duk Dien wins the rack. Cây Qtech mà Shane Ramling sử dụng thì nó tên là Qtech Shane Ramling. Còn Synergy hay là Synergy gì đó thì đấy là tên của cái loại ngọn. Sao anh Thiện không bắn gậy cũ vậy? Bởi vì gậy cũ là một cái cây tay trơn. Còn đây là một cái cây tay chỉ. Thì dành cho các bạn thì một chút thông tin thì tay chỉ ở tay trơn thì nó khác nhau. Đây rồi, một cú phá rất tốt đấy từ lớn thiện khi mà tôi thấy hai bi mục tiêu rơi xuống. Để xem nào. Rồi bây giờ đường chạy đại con hai thì liệu có không? Ủn nhẹ một chút vào đầu hai. Cho cái va vào đầu ba và chạm băng. Sau đó nấp sau cái khu vực
Vâng, nói chung là bây giờ đánh con hai đi chỗ khác cũng được, sau đó nấp qua cái khu vực hình con Mickey kia. 3 4 5 kia. Tốt rồi. Shane nó không xài được cái hình này thì có lẽ là ba đuôi. Có lẽ là phải tính ba đuôi thôi. Trong thời gian thì anh Thiện có cái hồi mà vô địch 3 giải KF liên tiếp. Đang đánh cái cây đó, cái cây màu trắng trắng đó mình thấy rất là hay. Cái anh Thiện thì có kể rằng là anh ý đã từng vô địch một giải KF khi mà anh ý chỉ dùng cái ngọn P20 các bạn ạ. Ngọn P20 là ngọn rẻ nhất của Perry ấy. Vâng, quá hay từ Shane. Anh Thiện có kể rằng là anh đã sử dụng cái ngọn P20 với cả một cái chuôi tầm 150 triệu. Thì anh ấy bảo là anh ấy chỉ cần một cái gậy mà dễ kiểm soát HP thôi là anh ấy đã chơi được rồi. Thì đúng là như vậy. Tốt, một cú ghép tốt đến từ Lưu Thiện. Đó, sau đó thì anh đổi qua cái gậy 230 triệu kia. Ngọn thì là ngọn khác. Ngọn mộc gì tầm dưới 3 triệu ngon nhỉ, cái này mình chịu rồi bạn ạ. Trời ơi gì đây anh Thiện ơi. Vâng bây giờ thì đánh mỏng vào bi số 3, sau đó con bi số 3 vướng vào con bi số 4. Cái thì tuột ra sau đầu con bi số 9. Ổn. Một cái kịch bản rất ổn. Vâng như vậy là chạy hẳn đường này cơ. Rất là xịn, vâng phơi rồi. Hay à. Rồi, cái hình này chắc là hết rồi các bạn ạ. Thì bây giờ tôi sẽ nghía qua comment của anh em. Có bạn khán giả hỏi rằng là sao tầm cỡ như Shane mà lại dùng một cái cơ rẻ như vậy. Thì thật ra thế là nó mang yếu tố thương mại của hãng. Hãng chỉ cần bán được nhiều gậy thôi. Còn Shane Aluning thì đánh cây này thì anh ý vẫn là ổn. Shane Aluning thì không quan trọng đến cái vấn đề sưu tầm cơ hay là một cái cây cơ giá trị gì cả. Ví dụ như Shane Aluning này thì đã ra đến phiên bản màu Ghost, màu ghi. Đó, một cái phiên bản màu ghi mới rồi. Shane Aluning thì trước có dùng nhưng mà xong rồi anh lại quay về với cây gậy trắng cũ kỹ của anh ý. Cây gậy này Shane Aluning dùng phải gọi là quá lâu rồi. Thì người ta vẫn cảm thấy ổn. 2-1 cho Shane. Người ta vẫn cảm thấy ổn. Với cái cây gậy thì không có vấn đề gì cả anh em ạ. Thực ra thì ngày xưa mình có đọc một cái gọi là chia sẻ của một cái cơ thủ trên trang ANZ Billard. Thì người ta có chia sẻ rằng là thật ra thì 80% cái sức mạnh của cây gậy nó nằm ở cái ngọn rồi. Còn lại 20% còn lại thì nó nằm ở cái chuôi. Đúng là cái chuôi thì nó có ảnh hưởng đến cái độ căng của cây gậy thật. Và thứ hai là nó còn mang cái ý nghĩa về cái tinh thần nữa. Dù sao thì một cái chuôi của mình, một cái chuôi rất là độc lạ thì cũng sẽ làm chúng ta cảm thấy ổn hơn trong từng cú bắn. Rồi và chúng ta quay trở lại trận đấu với ván thi đấu thứ tư. Những cái pro player top thế giới như thế này thì những cái cú phá bi break box thường người ta thực hiện thành công. Cây cơ của Shane thì không đến 1.000 đô đâu bạn ạ. Cây cơ của Shane thì nó chỉ rơi tầm khoảng 600-700 tí ấy thôi. 700, có lẽ là 700 đô sẽ là... Vâng, trượt rồi, cơ hội đến với Lương Đức Thiện chúng ta.
Cả cái bộ gậy của Shane Downing à? Để xem nào, nếu tính ra giá tiền Việt thì cái cây này bây giờ chắc nó rơi tầm khoảng 10 16 17 gì đấy. Nếu mà nó lên 18 thì mình đánh giá là hơi đắt so với cái mình đánh giá là không hợp lý cho lắm. Tầm 17 18 thì mình đánh giá là hơi hơi ấy, không hơi không hợp lý. 16 ok. Vâng, anh Thiện đã chọn được một cái đường A băng rất hay. Cái cây gậy phá của Shane à, để xem nào, chắc nó cũng rơi tầm bằng cái gậy đánh đi. 16 là 32 cộng với cây nhảy nữa 11 nữa. Cũng phải rơi tầm khoảng 45 triệu cả bộ của Shane. Tốt rồi các bạn ơi. Một cái tín hiệu rất đáng mừng và có lẽ là hai đều thôi. Đánh xong con 4 này thì tôi tin là hai đều rồi. Anh em cứ nghĩ 5-1, 5-1 thế nào đấy anh em. Cùng cổ vũ cho cơ thủ nước nhà. Vâng, và vị trí nó đưa đưa xuống lỗ bởi tay cơ Lương Đức Thiện. Này thì 5-1 và tỷ số là hai đều. Hai đều thưa quý vị và các bạn. Phía bên này thì Strickland với cả Conrad không biết là như thế nào đây. Cụ ơn này thì vẫn ấy lắm. Vẫn thi thoảng hầm hầm lắm các bạn ạ. Gì đây? Strickland tay cơ lên ngôi vô địch 9 vì thế giới đến 3 lần, nhiều nhất trong tất cả các cơ thủ, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu từ trước đến nay. Vâng, hình như thế đấy ạ, hình như là anh Thiện đánh ngọn P20K đấy ạ. Đây rồi, số lượng mắt xem đã lên được đến 394 rồi. Trượt mất con bi số 2 rồi. Nhưng mà vẫn để lại vào hình bi nó là khó chịu. Khi bị co tay ở con bi số 7 kia. Bị co tay nhưng vẫn cứ là giữa lỗ. Shane Van Gundy thì dạo này thì mình thấy Shane Van Gundy đánh vẫn vậy. Chỉ có cái là sau khi mà vô địch thế giới thì có vẻ là hơi bị giãn ra một tí. Còn lại Sheldon nhìn chung là đánh vẫn hay. Bây giờ thì cũng là 40 tuổi rồi còn đâu nữa. Đâu còn như ngày xưa đâu. Một cơ thủ được bình chọn là một cái người chơi được bình chọn là cơ thủ vĩ đại nhất của thập kỷ. Thập kỷ từ 2010 đến 2020.
Một cái tay cơ phải nói là quá mạnh. Shiva morning, where's the rock? Ba hai cho Shane. Rock 6, Shane Van Boning to break, leading by 3 rocks to 2. Có chết bin nào không? Vâng, vẫn có con bin số 1 được đưa xuống lỗ. Với các bạn nào mà cần thêm thông tin về Shane Van Boning thì có thể lên Google và tra cứu. Ok, va được đầu con bi số 3 và đẹp rồi. Để xem Sheroling điều bi số 4 lỗ nào thôi. Để xem nào, bây giờ mà nếu mà thấp đầu gậy thì có va vào đầu con bi số 4 kia không? Vâng, như vậy là va một chút với đầu con bi số 4. Không tốt rồi. Con này tôi đoán là vẫn còn riêng đường nhìn thấy mặt con bi số 4 nữa thôi. Về phần của huyền thoại FNRS thì hiện tại ông vẫn đánh những cái giải ở nước ngoài thôi. Nhưng mà không còn những cái giải đấu kiểu nghiêm túc, chuyên nghiệp các thứ nữa rồi. Đánh những cái giải lớn như WCT Classic này. Tất nhiên là nó tổ chức và chuyên nghiệp, nhưng ý tôi là không phát sóng các thứ nhiều lắm, không truyền thông các thứ nhiều lắm. Chứ còn bảo nghỉ hưu thì FRS mình nghĩ là chưa nghỉ hưu đâu. Ông nếu mà ông vẫn còn đi lại được thì mình nghĩ là ông vẫn sẽ đánh VR thôi. Bởi vì nó là niềm đam mê cả đời rồi. Ui, Sheldon thì cũng có một cú đánh cực ẩu, quá là ẩu luôn.
Tốt, một cú ghép cực kỳ chính xác từ anh Thiện. Và chúng mong và chúng ta cùng mong là Lương Đức Thiện sẽ quân bình tỷ số 3 đều. Và sau đó sẽ là một chấm tiếp theo cho Lương Đức Thiện. Đây rồi. Một cú trô tốt. Đúng là có cơ thủ Việt Nam thì cái lượng mắt xem nó nhiều hơn hẳn. Cảm ơn tình cảm tất cả các bạn. Vâng, và ba đều rồi. Ngon. Phá ra một cái hành vi rất khó. Rồi không biết là có muốn Karom 18 không. Vâng, như vậy là Karom ăn 8 rơi trên. Hành vi thì vẫn rất khó chịu ở con bi số 2 và con bi số 6 kia. Với góc độ này thì mình nghĩ là hơi khó để đè lên và gãi cái tình huống 26. Nhưng có vẻ là Shane thì vẫn đang muốn làm vậy ạ. Cùng chờ xem. Đúng rồi, đúng là một tình huống đè lên gãy 26. Vâng, quá hay. Nhưng mà như là hơi đen các bạn ạ. Hình như là con bi cái nó chui qua và... Rồi, cùng chờ xem là Shane Ninh đánh con bi 2 này chính xác đến mức nào. Vâng, anh Thiện thì người là nhỏ rồi. Anh Thiện thì hình như là cao khoảng tầm 1m65 gì đấy. Còn Sheldon Burning thì cao đến 1m8 mấy cơ. Còn như Eklund Kachi hay là Victor Zelensky thì quá cao rồi. Ui, ui con bi số 3. Rồi luôn, và có vẻ như con bi số 3 thì nó vẫn còn đường riêng vào lỗ góc à vào lỗ giữa. Vâng, một chút may mắn dành cho Shane đó ạ. Suýt chút nữa thì mất đường cho con bi số 3. À, với cái má này không biết là Shane định trô về điều ra 6 cùng lỗ với 5 hay là đẩy lên và ăn 6 lỗ xa đây. Rồi đầu gậy như vậy muốn đẩy lên ăn 6 lỗ xa. Con 6 thì sao? Rồi, sẽ là một cuộc đánh tâm bi để đè con bi cái ra thôi. Cứ chắc đạn đã. Ờ, như vậy là Shane chọn rút về trong tình huống này.
43 rồi. Sao mà trượt nổi con bi này nữa, nhất nhất là con bi ăn tiền như này. Ngày hôm nay chúng ta còn sau trận đấu này thì còn 3 trận đấu nữa nhé. Albin Ocean gặp Naoyuki Oi, Albin Ocean gặp Sanjin Pelivanovic và Sanjin Pelivanovic gặp Khalid Angamdi. Thì tôi không biết là lát nữa sẽ chọn bình luận trận nào đây. Bởi vì trận cuối cùng Sanjin Pelivanovic gặp Khalid Angamdi thì mình đánh giá nó không hấp dẫn bằng Shane Wibbling và Skyler Woods. Chúng ta cùng đến với ván thi đấu số 8 với cú phá bi của Shane Van Boning. Tôi đã thấy con bi số 4 rơi xuống lỗ rồi. Một cú phá hợp lệ. Và quyền chủ động thì vẫn trong tay của Shane. Còn bi cái thì đang bị côn. Còn bi số 1 này thì đường nó xa và không biết là còn đường vào lỗ góc bên tay trái phía xa không nữa. Khi mà con bi 6 nó đứng kia rồi nhưng mà tôi nghĩ là nó vẫn còn. Còn đấy các bạn ạ. Rồi, nhưng mà cú chạy đạn của Shane quá là kỹ đi. Tiếp tục là thủ bi chờ thời từ Shane. Rồi luôn một cú rất tốt đến từ anh Thiện. Nhưng mà nói gì chăng nữa thì cú này chạy đạn vẫn cứ là rất sáng cho Shane. Bằng cách đó là chỉ việc đứng cái thôi. Bởi vì chủ nấp đằng sau bên mình số 7. Vâng ạ, rất ác các bạn ơi. Để xem có đường A2 băng không nào. Khó. Đây rồi, tuy nhiên lại nhìn ra một cái con đường khác. Con đường này thì tôi nghĩ là nó sẽ đi vào chấm 1 ở băng ngắn các bạn ạ. Tự nhiên tôi cảm nhận là không trúng được một đâu. Ồ. Ồ, một cú ra ngọn với tốc độ rất nhanh của anh Thiện. Và tôi nghĩ đấy chính là cái sai lầm. Viên bi cái nó bị bẻ một cái đường cong. Tôi nghĩ là nếu mà anh Thiện ra ngọn với tốc độ chậm hơn thì hoàn toàn có thể ai trúng con bi số 1 trong tình huống vừa rồi. Rồi, một cú rút nhẹ về. Đến đây chắc là ly biệt cuộc tình rồi.
Đến đây tôi nghĩ chắc là không còn cơ hội cho Lường Đức Thiện nữa. Rồi, một cú đẩy cú lê lên và không biết là định điều 7 lỗ góc hay điều 7 lỗ giữa nữa. Nhưng mà không sao, lỗ nào cũng đẹp cả. Rồi, và bắt tay thôi. 5-3. Kết thúc trận đấu và chúng ta sẽ trở lại trong ít phút nữa với Albin Đâu Truyền cùng với Nao Yuki Oi.